Kính thưa các khán thính giả của Vietnam Defense, trong bản tin 19 giờ ngày hôm nay, chúng tôi tiếp tục cập nhật thông tin mới liên quan tới tình hình mua sắm trang bị của quân đội ta. Ngày 27 tháng 5, một loạt các tờ báo, tạp chí quốc phòng quốc tế đồng loạt dẫn nguồn tin từ tờ Defense 24 của Ba Lan cho hay, từ năm 2018, Việt Nam đã ký hợp đồng với Ba Lan mua 4 tổ hợp cầu cơ giới tự hành MS-20. Hợp đồng được ký kết chính thức vào quý 4 năm 2018, không có thông tin về giá trị hợp đồng, nhưng việc bàn giao đã thực hiện xong xuôi khi nhà sản xuất đã đăng hình ảnh các cầu cơ giới xuất hiện trong nhà kho ở Việt Nam. Bức ảnh mà các bạn đang thấy chắc chắn là đang ở đâu đó thuộc các đơn vị công binh Việt Nam. Bức tường sơn vàng, chân tường sơn đỏ, một đặc trưng không lẫn vào đâu được. Đáng chú ý, Việt Nam là khách hàng nước ngoài đầu tiên mua hệ thống cầu cơ giới tự hành MS-20. Điều đặc biệt là thông tin này được tờ Defense 24 đăng vào năm 2019, nhưng hầu như chẳng ai biết. Mãi tới đầu tháng 5 mới được báo Nga dẫn lại, rồi sau đó được các trang mạng phương Tây đăng tải hôm 27 tháng 5 năm 2021. Đấy, quân đội nhà mình hay chưa, cứ im im làm thôi, chẳng công bố dùm beng gì cả. Giống như là bao giờ được phép thì mới cho biết, đến lúc này thì mọi việc xong xuôi rồi. Thế nên, mình mới bảo rằng, quân đội ta mà muốn bí mật thì đừng mơ ai biết gì, kể cả tình báo nước ngoài. Nhưng một khi đã không muốn giấu thì vô tư đi. Cho nên, đừng bảo kênh làm lộ bí mật, vì cái gì được phép công khai thì mình mới có thông tin để báo với các bạn. Còn bây giờ, hãy tìm hiểu qua về khí tài mới cho binh chủng công binh của Việt Nam. Cầu tự hành MS-20 được phát triển bởi công ty Obrum của Ba Lan, dự án được hoàn thành vào năm 2008. Đến năm 2012, bắt đầu bàn giao 2 tổ hợp cho quân đội Ba Lan để thử nghiệm. Năm 2015, quân đội Ba Lan đã đặt mua thêm 10 bộ cầu MS-20, nâng tổng số trang bị lên 12 bộ. Trong tương lai, lực lượng này dự kiến sẽ trang bị 50 bộ cầu MS-20. Việc Ba Lan trang bị số lượng lớn cầu MS-20 là nhằm phục vụ cho các vũ khí khí tải hạng nặng chuẩn NATO của nước này, như xe tăng Leopard 2A5, vốn có trọng lượng hơn 60 tấn. Ngoài ra, trong tình huống xung đột, MS-20 cũng sẽ hỗ trợ hoạt động cho lực lượng xe tăng của đồng minh NATO bao gồm Leopard 2A6 của Đức, M1A2 Abrams của Mỹ. Cùng với đó, nó còn được ứng dụng vào các nhiệm vụ dân sự như cứu hộ cứu nạn trong thiên tai, ứng phó sự cố sạt lở. Hệ thống cầu tự hành được đặt trên khung gầm xe Việt dã dẫn động 4 bánh toàn phần, tốc độ tối đa 85 km/h đối với đường nhựa, có khả năng vượt chướng ngại vật cao 0,3m, vượt rãnh sâu 0,6m và vượt qua khu vực ngập nước sâu tới 1,2m. Kíp vận hành chỉ cần 2 người và được tự động hóa đến 100%. Trên cabin của xe có hệ thống điều khiển thủy lực, cho phép họ triển khai cầu nhanh nhất có thể, không cần phải ra ngoài. Lưu ý, cabin còn có hệ thống tiện ích như điều hòa nhiệt độ, lọc không khí, máy sưởi. Đó là những trang bị cần thiết với khu vực có khí hậu nóng ẩm như Việt Nam. Cầu có thể chuyển từ trạng thái gấp gọn sang chiến đấu trong vòng 10 phút. Cầu tự hành MS-20 có nhịp dài 20m, chuyên dùng để bắc cầu qua các khe nứt, sông suối, phục vụ các phương tiện cơ giới hạng nặng của quân đội NATO. Cầu có khả năng chịu tải với xe bánh xích đạt tiêu chuẩn MLC-70, tương ứng với trọng lượng hơn 60 tấn và tiêu chuẩn MLC-110 đối với xe bánh lốp. Trong trường hợp cần thiết, có thể nối hai cầu tự hành với nhau cho chiều dài tổng thể 42m, bề rộng là 4m, chịu tải 48 tấn và thời gian triển khai 30 phút. Sơ qua một chút về tham số để thấy, đây là bộ cầu tương đối hiện đại, được thiết kế theo tiêu chuẩn vũ khí của NATO, tính tiện nghi cao, tự động hóa cao, chịu tải lớn, sẽ là một sự bổ sung tuyệt vời cho binh chủng công binh Việt Nam. Chắc là sẽ có người đặt dấu hỏi, trước khi mua MS-20, ta có loại cầu cơ giới tự hành này không? Xin thưa là ta có đủ, loại của ta cũng tương đối hiện đại, dù được sản xuất từ thời Liên Xô, nhưng tới nay, quân đội Nga vẫn dùng phổ biến. Đó là hệ thống cầu cơ giới tự hành TMM-3M, một trang bị tiêu chuẩn của công binh Nga và các nước dùng vũ khí khí tài chuẩn Nga Xô. Việt Nam nhận được các bộ cầu TMM-3M vào khoảng những năm 1970. Năm 1975, chúng ta đã sử dụng bộ cầu này để cơ động cho các sư đoàn hành quân từ Bắc vào Nam. Cầu TMM-3M là một trong những loại cầu xung kích đảm bảo cho các sư đoàn bộ binh cơ động nhanh chóng vượt qua các chướng ngại vật như sông suối khe cạn có chiều rộng tới 40m và ở độ sâu trung gian lớn nhất lên đến 3m. Cầu cho phép các loại xe xích trọng lượng 50 tấn di chuyển với tốc độ 15 km/h và xe bánh lốp có tải trọng lên trục không quá 11 tấn hành quân với tốc độ từ 20 đến 25 km/h. Một bộ cầu TMM-3M gồm 4 xe, trong đó mỗi xe có trọng lượng là 20,4 tấn. Một đốt cầu có chiều dài lớn nhất 8,9m, rộng 3,22m và cao 3,55m. Để thực hiện nhiệm vụ vận hành và bắc cầu TMM-3M, một cầu cần một lái xe điều khiển và một người phục vụ. Một bộ cầu tương ứng có 4 lái xe và 4 người phục vụ. Thời gian bắc một nhịp cầu tương đương một xe mất tối đa không quá 11 phút, nếu bắc 2 nhịp mất khoảng 30 phút, 3 nhịp mất 56 phút và 4 nhịp mất tối đa không quá 72 phút. Tuy nhiên, thời gian dỡ cầu lại dài hơn thời gian bắc cầu. Dỡ một nhịp mất 15 phút, dỡ 2 nhịp mất 40 phút, dỡ 3 nhịp mất 75 phút, dỡ 4 nhịp mất 105 phút. Nhìn chung, từ trước tới nay, TMM-3M vẫn đáp ứng tốt các trang bị của quân đội ta.
Hầu như các phương tiện cơ giới của ta hiện nay như xe tăng T-54-55, T-62 có trọng lượng khoảng 36-40 tấn đều nằm trong tải trọng cho phép của cầu TMM-3M. Kể cả xe tăng T-90 thế hệ mới có trọng lượng 46,5 tấn cũng không phải là vấn đề. Vấn đề nằm ở chỗ TMM-3M là khí tải đã cũ, đã qua sử dụng nhiều năm, cũng như các lực lượng khác, binh chủng công binh cũng cần được hiện đại hóa. Các bạn cứ thử tưởng tượng xem, trong tình huống chiến đấu, khi gặp bãi mìn hay gặp khe cạn thì kêu ai, công binh chứ còn ai nữa. Cho nên, cùng với việc mua sắm vũ khí trang bị mới thì cũng cần phải mua các khí tài đảm bảo chiến đấu, hỗ trợ chiến đấu. Ở Nga thì họ có bộ cầu TMM-6 dài 17m, tải trọng 60 tấn, kể ra thì ta sắm bộ này cũng được. Nhưng việc Việt Nam mua các trang bị chuẩn NATO thì tôi nghĩ không phải là chuyện lạ nữa. Đây có lẽ là một tính toán riêng của quân đội ta về chi phí, giá cả cũng như tính năng. Ví dụ như về tính năng, một nhịp cầu của MS-20 đã dài tới 20m, chỉ cần 2 nhịp là tạo được cây cầu 40m, trong khi với TMM-3M cần tới 4 xe cầu, như thế là đã bớt cồng kềnh hơn đáng kể. Khả năng chịu tải của MS-20 cũng được đánh giá rất cao, đã được chứng minh trên thực tế. Như chúng ta đã biết, những dòng xe tăng NATO luôn to lớn, nặng nề hơn nhiều so với xe tăng Nga. Hầu như các xe tăng Anh, Pháp, Mỹ, Đức luôn có trọng lượng khoảng 55-60 tấn. Các cuộc diễn tập của NATO đã chứng minh rằng bộ cầu MS-20 đáp ứng tốt các yêu cầu cơ động. Do đó, xe tăng T-90S vốn chỉ có trọng lượng hơn 46 tấn, hoàn toàn có thể bon bon qua cầu MS-20. Cùng với đó là khả năng tự hành và tự động hóa tuyệt vời của khí tài. Chỉ cần 2 người vận hành trong cabin trong vòng 10 phút đã có thể triển khai và thu hồi cây cầu dài tới 20m. Trên chiến trường, thu ngắn được thời gian là hết sức quan trọng. Bạn cứ tưởng tượng cả đội hình cơ giới hành quân ra trận địa, trên đường đi vướng khe nứt hoặc đoạn sông, nếu không có cầu cơ giới, các xe có thể phải chấp nhận lội sông, nhưng nếu sông sâu thì phải chuẩn bị ống thông khí. Xe tăng Nga có thể đi ngầm dưới sông sâu 5m, nhưng thời gian chuẩn bị mất 30 phút và tiềm ẩn không ít rủi ro, thì việc đi cầu cơ giới tốt hơn nhiều. Và giờ, nếu như việc bắc cầu được thực hiện trong vòng 30 phút, tạo lợi thế để lực lượng tiếp cận trận địa từ sớm, trong chiến tranh, thời gian nó quan trọng lắm. Một lợi thế nữa khi mua sắm vũ khí khí tài các nước ngoài Nga, đó là đa phương hóa, đa dạng hóa nguồn cung vũ khí, tránh bị phụ thuộc vào một bên, dẫn tới tình trạng ép giá. Đây cũng là một sự chuẩn bị, đánh giá tính năng tổ hợp cầu cơ giới mới nhằm thay thế cho bộ cầu TMM-3M đã có nhiều năm sử dụng. Chẳng thể loại trừ một khả năng, nếu như ta khai thác thành công bộ cầu MS-20, có thể ta sẽ mua sắm thêm bộ cầu mới. Ngoài cầu cơ giới tự hành kiểu MS-20, TMM-3M, binh chủng công binh còn có trong tay một số hệ thống cầu phá khác, chủ yếu do Liên Xô cung cấp, bao gồm cầu phao dã chiến PMP. Bộ cầu này xuất hiện lần đầu tại Việt Nam từ năm 1979, lần đầu tiên được sử dụng để bắc qua sông Hồng vào ngày 25 tháng 12 năm 1980. Một bộ cầu PMP rất đồ sộ, bao gồm 12 cano kéo, 32 đốt khơi, 2 vệt chống lầy, 4 đốt phao bổ. Để chuyên chở, cần tới 36 xe tải, khi triển khai, cần tới 1 tiếng 35 phút. Bộ cầu có thể bắc một chiếc cầu dài 227m, tải trọng 60 tấn, hoặc 382m, nhưng tải trọng chỉ còn 20 tấn. Thứ hai là phà tự hành GSP, cũng xuất hiện ở Việt Nam từ những năm 1980. Thiết bị này phục vụ để chở xe tăng, pháo tự hành và các phương tiện cơ giới khác vượt sông với tải trọng 52 tấn. Nhìn chung, nhiệm vụ của binh chủng công binh là bên đảm bảo chiến đấu, hỗ trợ các đơn vị chiến đấu. Nếu không có công binh, ai sẽ phá mìn, ai sẽ khắc phục vật cản để đội hình chiến đấu hành quân. Vì thế, đây cũng là lực lượng cần thiết phải hiện đại hóa. Cũng qua thương vụ mua bán này, chúng tôi cho rằng không loại trừ một khả năng ta sẽ còn mua sắm thêm T-90 khi đang đầu tư hệ thống đảm bảo chiến đấu mang tính đồng bộ. Ngoài bộ cầu tự hành MS-20, khoảng năm 2014-2015, Việt Nam đã mua dòng xe chở tăng KZKT-7428. Trước khi mua xe KZKT, Việt Nam vẫn dùng các dòng xe MAT-537 để phục vụ chở xe tăng T-54-55 và T-62. Loại này có tải trọng khoảng 65 tấn, về lý mà nói thì vẫn đáp ứng để cơ động T-90 khi cần. Nhưng ta vẫn mạnh tay sắm thêm KZKT-7428, một dòng xe kéo mới do Nga sản xuất, được đánh giá là có sức chở tới 200 tấn, khả năng cơ động tốt hơn xe MAT. Mỗi chiếc xe đầu kéo KZKT có giá khoảng 200.000 đô, tương đương với 4,6 tỷ đồng, đủ tiền để mua Lexus Audi rồi đó. Một sự đầu tư rất mạnh tay. Bản tin ngày hôm nay tới đây là kết thúc. Các bạn thấy hay, hãy cho chúng tôi một like, comment, chia sẻ, đăng ký và nhấn chuông để ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn.